Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Vì Quảng Trị Phát Triển của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53 km. Trong thời gian qua, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương cùng hệ thống chính trị đã chỉ đạo quyết liệt đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, kế hoạch cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên cũng gặp một số khó khăn vướng mắc. Nhằm đảm bảo thi công dự án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận động nhân dân thống nhất phương án đảm bảo bàn giao mặt bằng theo yêu cầu đặt ra. Đó cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Vì Quảng Trị Phát Triển kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 65,7 km. Về công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến qua tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2024 đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 29,07 km, đạt 89,4%. Bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh được 27,42 km, đạt 84,3%. Tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, đã bàn giao mặt bằng sạch 6,584 km tuyến chính, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, đã bàn giao 0,35 km tuyến đường dẫn lên cao tốc. Nhằm đảm bảo tiến độ, hiện nay cả hệ thống chính trị huyện Cam Lộ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, vận động nhân dân thống nhất phương án, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Thực hiện cái chủ trương giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho cái công trình trọng điểm quốc gia là cái cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, thì huyện Cam Lộ chúng tôi cùng với các huyện bàn là Gio Linh, Vĩnh Linh đã tích cực ngay từ đầu quyết tâm để là sớm mà bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì nó cũng có những cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là tuyên truyền vận động người dân và làm thế nào để là hài hòa cái lợi ích người dân và phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái vấn đề mà người dân là liên quan đến cái tái định cư đất đai. Thì trước đây ở cái khu vực cũ thì người dân là diện tích đất rộng, có hộ gia đình là hơn 1.000 m², nhưng khi qua cái chỗ tái định cư thì chỉ có 300 m² thôi, cho nên người dân cũng rất là băn khoăn, đặc biệt là các cái hộ dân sản xuất nông nghiệp. Nhưng mà chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động để người dân là thuần theo cái chủ trương chung và thực hiện cái giải phóng mặt bằng. Cái khó khăn thứ ba là cái khi mà làm các cái khu tái định cư thì như vậy là khó khăn về cái vật liệu đất đắp, và chúng tôi cũng đã tích cực bằng mọi cái phương án để là sử dụng cái nguồn nguyên liệu đất đắp phù hợp với cái quy định của pháp luật, đồng thời cũng kịp với cái tiến độ. Tại huyện Vĩnh Linh, công tác giải phóng mặt bằng đến nay đã hoàn thành bồi thường chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng 12,6 km, đạt tỷ lệ 88,4%. Bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh 11,25 km, đạt 78,95%. Các khu tái định cư cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng đạt 95%. Đối với huyện Gio Linh đã giải phóng mặt bằng 9,891 km, đạt 84,54%. Bàn giao mặt bằng sạch 9,591 km, đạt 82%. Huyện Gio Linh có 3 khu tái định cư là xã Hải Thái, xã Linh Trường và xã Gio An. Thì xác định được cái khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thì ngay từ đầu năm 2024 thì thường trực của huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy đã phân công các đồng chí trong thường trực bổ sung với các đồng chí thường vụ để về chỉ đạo các cái địa bàn để nhằm đẩy nhanh tiến độ. Thì đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn của huyện Gio Linh thường được đẩy nhanh thì tiến độ hơn, mặc dù là chưa đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Tuy nhiên đến nay thì các cái công trình nhà cửa kiến trúc cũng như đất đai là được bà con cơ bản là đồng tình. Hiện nay các nhà thầu thi công đang khẩn trương triển khai thi công các đoạn trên tuyến mà địa phương đã giải phóng xong mặt bằng sạch nhằm đảm bảo kế hoạch tiến độ dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ. Hiện nay là gói thầu trên lớp 2 là có chiều dài là 32,5 km. Hiện nay là với tiến độ bàn giao mặt bằng của địa phương đến đâu thì các nhà thầu là hầu như là thi công đến đấy. Vừa rồi hiện tại thì nhà thầu, các nhà thầu cũng đã thi công hoàn thành các hạng mục bê tông nhựa và cùng là thi công lớp cuối cùng của mặt bê tông nhựa, một số cũng được khoảng 4,6 rồi.
Còn về tiến độ thì theo như cam kết của Bộ thông là tháng 6 năm 2025 phải dự án phải đưa vào sử dụng. Thì hiện nay là về vướng mặt bằng thì tiến còn cũng vướng một nhiều điểm đang còn lắt dắt. Và cũng như các địa phương cũng đang hỗ trợ tích cực để hỗ trợ, sau đó các đơn vị sẽ tập trung toàn bộ làm tăng ca tăng kíp để mà cố gắng đưa dự án về mốc tiến độ tháng 6 2025. Tuy đã đạt được những kết quả cơ bản nhưng công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng gặp một số khó khăn. Huyện Gio Linh đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ. Tuy nhiên cho đến nay, tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch địa bàn tỉnh Quảng Trị mới đạt 84,3%. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở ngành và địa phương liên quan quyết tâm thực hiện. Lãnh đạo tỉnh rồi các sở ban ngành của tỉnh tăng cường tiếp tục tăng cường tư vấn về với người dân, vận động người dân cùng với huyện để làm sao đó bàn giao mặt bằng thật. Thì chúng ta đã lỡ một lần rồi thì lần này chúng ta phấn đấu trong khoảng tháng 5 thì về cơ bản là chúng ta bàn giao được cái tuyến chính. Đây là những cái chỉ đạo của đồng chí bí thư tỉnh ủy, đồng chí chủ tịch và các cái đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy được phân công nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng này. Và hy vọng thì người dân cùng hiểu và ủng hộ tỉnh, huyện để hoàn thành cái mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đã giao. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Trị là một công trình trọng điểm quốc gia. Bên cạnh đó, theo chủ trương của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, sau này liên quan đối với đoạn cao tốc qua Quảng Trị sẽ đề xuất để đấu nối các trục giao thông của tỉnh, tạo sự phát triển về kinh tế của địa phương Quảng Trị. Khi mà cái tuyến đường cao tốc phía Đông này nó hoàn thành, cùng với các cái nút giao khác mức đó liên kết đường cao tốc với quốc lộ 1 cũng như các cái trục theo hành lang kinh tế Đông Tây, thì tỉnh Quảng Trị sẽ hoạch định chiến lược lại để chúng ta khai thác làm sao đó nó có hiệu quả nhất của tuyến đường cao tốc Cam Lộ Vạn Ninh cũng như Cam Lộ La Sơn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thì cụ thể là như này, tức là Quảng Trị nó rất là thuận lợi là nó nằm trên cái điểm giao của hai trục Bắc Nam và Đông Tây. Thì thông qua cái hành lang kinh tế Đông Tây quốc lộ 9 giao với đường cao tốc Cam Lộ La Sơn và Cam Lộ Vạn Ninh thì chúng ta có thể hình thành cái khu vực ở Cam Lộ, hình thành một cái trung tâm vận chuyển để nó thu hút hàng hóa từ Đông Tây và Bắc Nam. Thì việc mà chúng ta thông tuyến cao tốc đấy là một trong những giải pháp nó sẽ giảm tải cho toàn bộ cái tuyến quốc lộ 1 của chúng ta. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở ngành, các địa phương khẩn trương thực hiện yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đúng kế hoạch. Bên cạnh đảm bảo các nội dung đúng luật định, các sở ngành và địa phương cũng như chủ đầu tư dự án cần phải quan tâm đặc biệt đến quyền lợi chính đáng của người dân. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đều biết, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình của nhà nước có vai trò quan trọng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà nước và người dân. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao. Có như vậy mới đảm bảo hoàn thành dự án các công trình trên địa bàn, tạo sự đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. We'll be right back.